bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng trắng, trong ánh sáng ấy, trận pháp lấp lánh, nhưng không có dấu hiệu gì rõ rệt. Sau khi bố trí trận pháp xong, Lữ Thiếu Khanh lại rơi vào trầm ngâm, nơi này không có linh khí, trận pháp cũng không thể phát huy tác dụng, đặc biệt là trận tụ linh mà hắn bố trí cho kế ngôn không hề có chút hiệu quả nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất đau đầu, chẳng lẽ phải ở lại thế giới này hàng ngàn, hàng vạn năm sao, thế giới rộng lớn như vậy, hắn biết tìm linh khí ở đâu cho kế ngôn, dùng linh thạch ư, kế ngôn đã đến hợp thể kỳ đừng nói là một trăm triệu, dù là một tỷ cũng chưa chắc đủ. chưa kể lữ thiếu khanh lẩm bẩm muốn lấy mạng ta thì được, nhưng đừng nghĩ đến việc lấy linh thạch, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. lữ thiếu khanh ngồi xuống suy nghĩ mấy ngày trời, rồi thở dài một tiếng mẹ nó no chứ, chẳng có cách nào. đây là một thế giới đã chết, làm sao còn linh khí được? nghĩ đi nghĩ lại dù thế giới này đã chết, nhưng có lẽ ở đâu đó vẫn còn chút linh khí chăng? thế giới lớn như vậy, thử tìm xem biết đâu có thể tìm thấy. lữ thiếu khanh cắn răng vì linh thạch liều thôi. lữ thiếu khanh ngồi xuống. Như thể thần du nơi xa, thần thức không ngừng thăm dò xung quanh. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh chỉ dùng thần thức để khám phá, nhưng dần dần, không hiểu sao, hắn lại rơi vào trạng thái nguyên thần xuất khiếu, hắn lang thang giữa trời đất, dường như trong vũ trụ bao la này chỉ còn lại một mình hắn là sinh mệnh sống trong thế giới này. Anh cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo, Lữ Thiếu Khanh không khỏi lẩm bẩm, một thế giới như thế này, đến ma cũng chẳng thèm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lang thang giữa trời đất, cảm giác cô đơn vô thanh và lạnh lẽo khiến hắn rất khó chịu, cuối cùng nguyên thần của lữ thiếu khanh không biết sao lại bắt đầu hướng về phía dưới đất trên mặt đất không còn sinh mạng nào còn dưới lòng đất thì sao lữ thiếu khanh cứ thế đi xuống xung quanh vẫn là bóng tối lạnh lẽo không một dấu hiệu của sự sống trong môi trường như vậy đến một con côn trùng cũng không thể tồn tại lữ thiếu khanh càng đi sâu tâm trạng càng thêm nặng nề không ổn rồi nếu thế giới này hoàn toàn chết hắn sẽ không thể tìm được linh khí chẳng lẽ phải dùng linh thạch để giúp kế ngôn hồi phục không được không thể như thế nghĩ đến đây lữ thiếu khanh càng có động lực nguyên thần sôi sục tốc độ di chuyển càng nhanh bất chợt phía trước lóe lên một tia sáng phát hiện này khiến lữ thiếu khanh tinh thần chấn động hắn vội lao nhanh về phía trước vừa đến nơi một luồng khí lạnh buốt sộc thẳng vào người lữ thiếu khanh cảm giác như mình vừa đâm vào một kho băng giống một tiếng gầm dữ dội vang lên vài bóng dáng từ xa lao tới lữ thiếu khanh nhíu mày nơi này quả nhiên còn sót lại những con quái vật đọa thần nhưng chúng không mạnh lắm có vẻ chỉ là những kẻ may mắn sống sót hừ đối với loại quái vật cấp thấp này lữ thiếu khanh chỉ hừ lạnh một tiếng lập tức làm tan rã chúng và khiến chúng biến mất khỏi đây ngay khi lữ thiếu khanh chuẩn bị rời đi, một tia sáng khác bất ngờ lóe lên. Lữ thiếu khanh khựng lại, sau đó lập tức lao về phía nơi phát ra ánh sáng. Không gian này tràn ngập màn sương luân hồi, khiến khung cảnh xung quanh càng thêm lạnh lẽo và kỳ quái. Trong màn sương luân hồi, lữ thiếu khanh cẩn thận tìm kiếm. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy nơi phát ra ánh sáng. Một quả cầu sáng to bằng nắm tay lấp lánh trong sương mù luân hồi, ánh sáng cực kỳ yếu ớt. rất lâu mới nhấp nháy một lần. bề mặt của quả cầu thể hiện năm màu sắc: vàng, xanh lục, xanh lam, vàng nhạt và đỏ, giống như năm giải lụa màu sắc quấn quanh nó. Chỉ khi quả cầu nhấp nháy, Lữ Thiếu Khanh mới có thể cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt của sự sống từ nó, nhìn chằm chằm vào quả cầu. Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn khó tả, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống má. Lữ Thiếu Khanh lau đi dòng lệ trên mặt, hít một hơi sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, hắn phải cứu lấy quả cầu sáng này, cứu nó cũng chính là cứu lấy thế giới này, và cũng là cứu lấy linh thạch của hắn, làm sao để cứu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu. Khi tiến đến gần quả cầu, đúng lúc ánh sáng lại lóe lên, giống như một tín hiệu cầu cứu. Theo phản xạ, Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra chạm vào quả cầu, một tia chớp đen xẹt qua, phụt, bên tai Lữ Thiếu Khanh vang lên một tiếng động khẽ, ánh sáng của quả cầu bắt đầu tắt dần, bóng tối dần xâm lấn. Ôi mẹ ơi, như thể bị ăn mòn, lớp ánh sáng cuối cùng trên bề mặt quả cầu dần mờ đi, màu sắc bên trong cũng nhanh chóng rút lại như thủy triều, bóng tối bắt đầu chiếm lấy, có thể thấy rõ sự ăn mòn và sự suy tàn đang diễn ra trước mắt. Trong tầm nhìn của Lữ Thiếu Khanh, quả cầu sáng đang dần tiến gần đến cái chết, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy căng thẳng, nếu cứ tiếp diễn thế này tia hy vọng cuối cùng của thế giới này sẽ hoàn toàn tan biến thật khó xử giờ phải làm sao đây phải làm gì đây lữ thiếu khanh suy nghĩ nhanh chóng nhìn vào năm màu sắc trên quả cầu trong lòng lóe lên một ý tưởng hắn cũng sở hữu bốn trong số năm màu sắc đó lữ thiếu khanh cắn răng quyết định một phen hắn đưa tay ra lần nữa tia chớp đen lại xuất hiện như một con chó dữ nhưng lần này hắn đã chuẩn bị hắn áp chế tia chớp đen sau đó thả ra bốn tia chớp vàng xanh lục vàng nhạt và đỏ vào trong quả cầu ánh sáng từ quả cầu lập tức bùng lên mạnh mẽ bốn màu sắc rực rỡ tỏa sáng để lùi bóng tối đang lan tràn, nhưng bóng tối vẫn chưa từ bỏ. Nó chuyển mục tiêu sang màu xanh lam còn lại, tốc độ ăn mòn của bóng tối càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, quả cầu rực rỡ với năm màu giờ chỉ còn lại bốn màu, màu xanh lam đang dần biến thành màu đen. Tồi tệ rồi, Lữ Thiếu Khanh thầm lo lắng, hắn thiếu một tia chớp mang màu xanh lam. Trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắn thiếu đi nguyên tố thủy, giờ tìm đâu ra bây giờ? Lữ Thiếu Khanh lại lâm vào thế khó. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tia sáng xanh lam kia, lúc này đã mất đi hơn nửa, bất chợt trong đầu lữ thiếu khanh lóe lên một ý nghĩ nếu mình nuốt nó vào rồi hiểu được bản chất của nó liệu mình có thể trả lại không tỷ lệ thành công là rất thấp nhưng lúc này lữ thiếu khanh không còn lựa chọn nào khác cắn răng hắn đưa tay chạm vào tia sáng xanh lam cho mình mượn chút lát nữa sẽ trả lại quả cầu sáng dường như cũng cảm nhận được vận mệnh của mình nó không hề phản kháng tia sáng xanh lam nhẹ nhàng chuyển động và hòa vào cơ thể của lữ thiếu khanh ao ao bên tai lữ thiếu khanh vang lên âm thanh của sóng nước rồi hắn như chìm vào một thế giới nước trong biển ý thức của hắn bốn tia chớp màu vàng xanh lục, vàng nhạt và đỏ từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh vào mặt nước, dầm. Một tia chớp màu xanh lam từ dưới đáy biển phóng lên, hòa vào cùng bốn tia chớp kia, cuộn tròn lại và biến thành một tia xét năm màu khổng lồ. Trên bầu trời, quả cầu ánh sáng vàng lấp lánh xoay tròn, tia sáng vàng chiếu rọi xuống tia xét năm màu. Tia xét năm màu bay vút lên trời, hóa thành một con rồng năm màu gầm vang trời đất rồi lao vào quả cầu vàng. Ánh sáng từ quả cầu vàng mở đi, nhưng chỉ trong chốc lát, năm màu sắc lại một lần nữa hiện ra, rồi hòa quyện vào nhau, cuối cùng biến thành một tia sáng màu trắng. Cc mây đen cuộn lại trên bầu trời cuối cùng hóa thành một tia chớp đen khổng lồ xoắn lấy mặt biển ánh sáng từ quả cầu vàng bùng nổ tia sáng đen và trắng xoắn lấy nhau như hai kẻ thù không đội trời chung không ngừng giao chiến quả cầu dung chuyển khiến biển ý thức dao động tia chớp trắng và đen bùng phát bao trùm toàn bộ không gian dường như rất lâu trôi qua lại như chỉ trong chớp mắt biển ý thức trở lại yên bình hai luồng sức mạnh đen và trắng dường như đã đạt được thỏa thuận chúng tan biến cùng trở về với quả cầu ánh sáng cc trên quả cầu vàng Hai tia chớp đen và trắng lượn quanh, treo lơ lửng trên bầu trời, như mặt trời chiếu sáng toàn bộ biển ý thức, biển ý thức bắt đầu có sự thay đổi lớn. Ngoài biển ý thức, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt hắn từ từ mở ra, một đồ án thái cực hiện lên trong đôi mắt, lần này có chút khác biệt, trước đây là nền trắng, giờ đây đã biến thành nền vàng, với hai màu trắng và đen cuộn xoắn trên nó. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như xuyên qua lớp đất dày, nhìn thấu tia sáng sự sống cuối cùng của thế giới này, ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh nhập thần trở lại cơ thể, chỉ trong chớp mắt, Hắn đã xuất hiện bên cạnh tia sáng sự sống. Nhìn vào tia sáng sự sống sắp tan biến trước mặt, Lữ Thiếu Khanh từ tốn đưa tay ra, giọng hắn nhẹ nhàng, "Để ta giúp ngươi một tay." Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào quả cầu sáng, ánh sáng đột nhiên tắt, chui thẳng vào cơ thể hắn. Mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu sao tia sáng sinh mệnh lại chạy thẳng vào cơ thể mình như thế. Hắn nhanh chóng nhìn vào bên trong, thấy quả cầu sáng đang lơ lửng trong biển ý thức của mình. Lúc này, quả cầu đã trở lại bình thường, màu đen bên trong đã bị xua tan, các tia sáng nhấp nháy nhẹ nhàng trên bề mặt nó. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Lữ Thiếu Khanh bỗng hiện lên một từ, cầu tử, hiện giờ, quả cầu sáng cho hắn cảm giác như một con chó nhỏ đang vẫy đuôi, le lưỡi và quấn quýt làm nũng, thật không ngờ thứ cao quý như tia sáng sinh mệnh lại khiến hắn liên tưởng đến một con chó con, vậy nó đang làm nũng với ai? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là một quả cầu ánh sáng màu vàng đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, dù ánh sáng không chói lóa, nhưng đến cả Lữ Thiếu Khanh cũng không thể nhìn xuyên qua được, tuy nhiên, mặc dù không thể nhìn thấy rõ, hắn vẫn có thể cảm nhận được, bề mặt quả cầu là ánh sáng vàng nhưng bên trong lại là hai màu đen và trắng, chia đôi như một đồ án thái cực, đối lập nhưng cũng hài hòa với nhau. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, khẽ động ý niệm, quả cầu ánh sáng xoay tròn, một tia sét trắng và một tia sét đen đồng loạt rơi xuống, cuộn quanh tay hắn, hai tia sét xoay tròn quanh nhau, tạo thành một vòng xoáy, đây chính là đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Giờ đây, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt cùng tiến vào quả cầu ánh sáng màu vàng, cả hai đều muốn chiếm lĩnh nó, giống như hai anh em tranh giành gia tài, không ai nhường ai, cuối cùng mỗi bên nắm giữ một nửa. Việc đạt được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt khiến nơi đây có sự thay đổi lớn. Vèo, tia sáng sinh mệnh lập tức bay về phía Lữ Thiếu Khanh, lơ lửng trước mặt hắn, Lữ Thiếu Khanh bất giác thở dài, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn quả cầu và nói, "Ra ngoài, ra ngoài, người lạ và chó đều không được vào trong, ngươi là một con chó, đi ra ngoài, quay lại mà cứu sống cái thế giới của ngươi đi, đó mới là việc chính, nếu ngươi không ra ngoài làm việc thì thế giới kia phải làm sao?" Nghe lời của hắn, quả cầu ánh sáng lóe lên hai lần rồi biến mất, giống như một ngôi sao băng. Nó lao qua bầu trời biển ý thức của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bất giác buông tay, tia sét đen trắng trong tay hắn phóng thẳng vào tầng mây. Rầm, trời vang lên tiếng sấm, những tia chớp lóe sáng trong mây, rồi một cơn mưa nhẹ nhàng bắt đầu rơi, tiếng mưa tí tách vang vọng. Nước mưa rơi xuống lục địa khô cằn, mang lại sự tươi mới, cũng mang lại hy vọng của sự sống. Trong màn mưa bao phủ khắp nơi, một hạt sống âm thầm nảy mầm, phá vỡ mặt đất và nhô lên, một cái cây nhỏ trong mưa bắt đầu sinh trưởng, thân cây non nớt nhưng cứng cáp. Trên thân cây mọc ra một nhánh nhỏ, như bàn tay của một đứa trẻ. Trên nhánh cây đó mọc ra một chiếc lá xanh non, tươi tắn và mềm mại, trông như bàn tay nhỏ bé đang nắm giữ chiếc lá. Lữ Thiếu Khanh bất giác che mặt, không biết nên nói gì, chuyện gì thế này? Tia sáng sinh mệnh cuối cùng của thế giới lại bén rễ và nảy mầm trong biển ý thức của hắn, còn thế giới diệt vong bên ngoài thì sao, liệu có còn cứu được không? Linh thạch của ta thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp xuống lục địa, từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy lục địa trông rất nhỏ, nhưng khi hắn đặt chân xuống, lại nhận ra mình đang đứng trên một lục địa rộng lớn, không thấy được điểm cuối, khí tức sinh mệnh dày đặc bao trùm trong không khí có thể nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt của sự sống đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên hắn có thể thấy quả cầu ánh sáng vàng đang lơ lửng trên đỉnh cây giống như mặt trời treo trên ngọn cây lữ thiếu khanh đứng trước cây nhất thời không biết nói gì một lúc lâu sau lữ thiếu khanh mới thở dài nhìn lên cây cổ thụ thì thầm cây sinh mệnh sao có lẽ đây là cái tên phù hợp nhất cho cái cây này vậy còn thế giới bên ngoài thì sao lữ thiếu khanh lo lắng không lẽ nó định bén dễ ở đây không chịu đi không định cứu thế giới kia nữa mà muốn lập căn cứ mới trong ý thức của ta sao mẹ nó lữ thiếu khanh càng nghĩ càng thấy bất thường liền đập tay vào thân cây ra ngoài mau ra ngoài chỗ này không phải bãi rác ra ngoài không có phản ứng gì lữ thiếu khanh liền lật cổ tay tia sét đen trắng xuất hiện trên tay hắn hắn ham dọa không ra ta sẽ chặt người cuối cùng cái cây khẽ rung rinh chiếc lá khổng lồ trên đỉnh cây phát ra một luồng sáng chính là tia sáng sinh mệnh của thế giới diệt vong nó bay vòng quanh lữ thiếu khanh hai lần tỏa ra khí tức nịnh nọt lữ thiếu khanh không tỏ vẻ gì không quan tâm đến sự nịnh nọt này, ngươi ở đây, còn thế giới của ngươi thì sao? Quả cầu sáng khẽ ngừng lại một chút, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh quay lại bên ngoài, hắn lập tức sững sờ, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, quả cầu ánh sáng rực rỡ, các tia sáng tỏa ra rồi như những xúc tu cắm sâu vào lòng đất xung quanh. Khi ánh sáng chạm vào đất, nó liền hóa thành thực thể, giống như rễ cây, bắt đầu cắm sâu vào lòng đất, rồi không ngừng lan rộng ra mọi hướng. Ánh sáng lưu chuyển, khi chạm vào đất liền biến thành linh mạch, trong suốt, linh khí rồi dào chảy qua các đường mạch. Linh khí nồng đậm tụ lại dưới lòng đất, thẩm thấu qua đất đá và lan tỏa lên mặt đất, linh mạch càng ngày càng mở rộng, dày đặc như mạng nhện phủ kín dưới lòng đất. Trong tầm mắt thần thức của Lữ Thiếu Khanh, những linh mạch này cuối cùng hợp thành một hình dạng con rồng, như một con thần long đang lặng lẽ ẩn mình dưới lòng đất, âm thầm truyền tải năng lượng sinh mệnh cho thế giới này. Nhìn vào những đường linh mạch sáng lấp lánh trước mắt, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà nuốt nước bọt, đây là tổ mạch, hay còn gọi là tổ long mạch, là mạch linh khí đầu tiên của một thế giới, là gốc rễ của cả một thế giới những linh mạch sáng loá trước mắt chẳng khác nào vô vàn linh thạch đang vẫy gọi nếu không rời đi ngay hắn sợ mình sẽ thay đổi quyết định thân hình lữ thiếu khanh thoát một cái đã xuất hiện trên mặt đất với sự xuất hiện của tổ mạch thế giới này bắt đầu có những biến đổi lớn hơn ánh sáng trong không gian trở nên sáng hơn nhiều giống như bình minh đang dần ló dạng sau màn đêm đen tối tuy nhiên theo lữ thiếu khanh đánh giá quá trình này có lẽ sẽ kéo dài hàng ngàn hoặc thậm chí hàng vạn năm tất cả như thể trời đất đang mở ra lần nữa thế giới này không ngừng có những biến đổi mới để thế giới này thực sự sống lại có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian, không khí u ám bắt đầu trở nên trong lành hơn, thậm chí đã xuất hiện một chút linh khí mờ nhạt trong không khí, đặc biệt là ở chỗ của Lữ Thiếu Khanh, trận pháp bắt đầu lóe sáng, linh khí xung quanh tụ lại. Tuy không nhiều nhưng đủ để duy trì sự vận hành của trận pháp, hơn nữa, nồng độ linh khí không ngừng gia tăng. Nhìn vào kế ngôn đang nằm trong tụ linh trận, xung quanh hắn xuất hiện làn sương mù mờ mịt của linh khí, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, thế là ổn rồi, từ từ mà tiến triển. Hắn ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời, trên bầu trời, những ánh sáng liên tục lóe lên đó là ánh sáng của các ngôi sao băng từng ngôi sao băng như những hạt giống của hy vọng rơi xuống thế giới này đang dần phát triển theo hướng tốt đẹp không hiểu vì sao lữ thiếu khanh cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui có một cảm giác an ủi giống như một bậc cha mẹ già đang chứng kiến con cái dần lớn khôn cảm giác ấy thực sự rất mãn nguyện lữ thiếu khanh ngồi đó nhìn ngắm thế giới này với nụ cười hiền hậu như một người cha thật kỳ lạ sao mình lại có cảm giác như một bậc cha mẹ thế này lữ thiếu khanh ngạc nhiên chẳng lẽ sau khi nó vào trong cơ thể mình mình đã có liên kết với nó rồi thôi làm người cứu mạng là đủ rồi, mình không muốn làm cha đâu, làm cha không dễ đâu, con cái chưa lớn thì phải chăm sóc từ đầu đến chân, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Lữ Thiếu Khanh ngồi nhìn một lúc, thế giới này vẫn tiếp tục thay đổi, nhưng không có gì đặc biệt xảy ra, linh khí xung quanh ngày càng dày đặc, đạt khoảng một phần 10 so với nồng độ linh khí của 13 châu, nếu tiếp tục với tốc độ này, linh khí ở đây có thể sẽ vượt qua cả nhân giới, ma giới và yêu giới, dù sao thì cái mới luôn tốt hơn cái cũ. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bàn ra, ghi lại tọa độ ở đây, rồi mỉm cười, sau này, Nơi này có thể coi như một lối thoát, sau đó, hắn duỗi người một cái, còn thời gian, nên tu luyện thêm chút, cũng đến lúc cần đột phá lên đại thừa kỳ rồi, thôi, vào gặp tên tiểu đệ tử quỷ kia một cái đã, có linh thạch trong tay thì tự tin hẳn, ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, thân hình hắn thoát một cái biến mất khỏi chỗ đứng, vừa bước vào, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được linh khí dày đặc tràn ngập khắp nơi, hắn hít một hơi thật sâu, như thể vừa đặt chân vào tiên cảnh, hít sâu một hơi, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi ở đây, ồ, hồi phục khá tốt nhỉ, xem ra mọi thứ đang tiến triển không tệ lữ thiếu khanh bước tới trước chiếc quan tài lắc đầu nói thầy không ngươi không cần linh thạch mà vẫn hồi phục tốt đấy bình thường không nên tham lam quá nếu ai cũng như thế thì sống hòa thuận với nhau hơn đúng không nói xong hắn vỗ vỗ lên chiếc quan tài lần này vẫn là 100 năm nhé đồng thời hắn nghiêm túc dặn dò đừng đòi thêm giá trong thế giới này không có nhiều linh thạch ta cũng khó khăn làm đấy tuy nhiên nụ cười của lữ thiếu khanh nhanh chóng đông cứng lại hắn cúi đầu nhìn nhẫn chữ vật của mình rút thần thức ra lắc lắc đầu rồi lại thả thần thức vào kiểm tra lần nữa không có gì cả không phải là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lên, giọng vang vọng, tại sao? 116 tỷ linh thạch của ta, đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Là ai đã trộm linh thạch của ta? Linh thạch của ta, ngươi ở đâu rồi? Trả lời ta một tiếng được không? Á, à, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, tóc tai rối bù. Sau khi gào thét một hồi, mắt Lữ Thiếu Khanh đỏ ngầu, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc quan tài trước mặt, ai có thể lặng lẽ lấy đi số linh thạch khổng lồ của hắn ngoài cái tên chết tiệt trong quan tài kia? Ra đây, lăn ra đây, Lữ Thiếu Khanh điên cuồng đập vào quan tài, ra đây cho ta, đồ trộm cắp, lăn ra đây trả linh thạch cho ta nếu không ta với ngươi không xong đâu lữ thiếu khanh chỉ hận thực lực mình không đủ nếu không hắn đã đập nát cái quan tài chết tiệt này và giải cho cốt của tiểu đệ mình rồi dầm 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 hắn đập mạnh vào chiếc quan tài phát ra tiếng động ầm ầm quan tài vẫn không hề có động tĩnh người bên trong giống như đã chết thật vậy ra đây không ra đúng không lữ thiếu khanh gầm lên không ra thì ngươi ngươi xem ta sẽ làm gì lữ thiếu khanh tức tối cầm lấy linh bài định viết gì đó lên nó nhưng dù hắn có viết mạnh đến đâu cũng không để lại được chút dấu vết nào trên đó, điều này càng làm hắn thêm tức giận, tóc hắn dựng đứng lên, như thể muốn nổ tung. Không ra đúng không? Vậy thì, lữ thiếu khanh ném linh bài xuống đất, dịch mông một cái, chuẩn bị ngồi đè lên, ta sẽ dùng mông mà sống chết người. Một luồng sức mạnh bùng lên, lữ thiếu khanh choáng váng, bị hất ra ngoài, khốn kiếp, lữ thiếu khanh phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng của hắn vang vọng khắp thế giới này. Khi quay trở lại trong phòng thời gian, tóc lữ thiếu khanh càng dựng đứng hơn, răng nghiến đến sắp vỡ, đồ chết tiệt, ta phải liều mạng với ngươi. Phiền phức một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên một bóng dáng xuất hiện lơ lửng trên quan tài nhìn xuống lữ thiếu khanh từ trên cao khi nàng xuất hiện không khí xung quanh dường như ngưng lại hơi thở lạnh lẽo lan tỏa nàng như một tiên nữ cao ngạo thanh khiết và không thể xâm phạm nhưng trước mặt nàng là lữ thiếu khanh một kẻ đang phát cuồng lữ thiếu khanh chỉ vào nàng gào lên giận dữ con mụ cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra hả con mụ nàng khẽ nhíu mày hư lạnh một tiếng không thấy nàng làm gì nhưng cảnh tượng trước mắt lữ thiếu khanh lập tức thay đổi hắn bị đá văng ra ngoài đồ cầu chủ lữ thiếu khanh tức giận gào lên ngươi có giỏi thì đừng đá ta ngươi là ta là phụ nữ nàng lạnh lùng đáp lại rồi lại một cú đá hất hắn ngoài cứ như vậy đi vào đi ra nhiều lần lữ thiếu khanh dần cảm thấy bất lực thậm chí đến việc mắng nàng hắn cũng không làm được vừa bước vào đã bị đá ra không kịp nói một lời lữ thiếu khanh vò cầm cảm thấy tình thế không ổn suy nghĩ một hồi hắn cuối cùng lấy ra giấy và bút cúi đầu bắt đầu viết liên tục từng nét bút tràn đầy sự tức giận ghi hết mọi phẫn nộ lên trang giấy trong phòng thời gian người phụ nữ đứng trên quan tài ánh mắt sâu lắng hoa cùng ánh trăng sao từ trời chiếu xuống trông như một tiên nữ giữa trời đất nàng nhẹ nhàng đứng đó chờ đợi lữ thiếu khanh bước vào trong lòng nàng thầm nghĩ sẽ tiếp tục đá tên ngốc này ra ngoài cho đến khi hắn chịu khuất phục hừ dám mắng ta sao ta sẽ khiến ngươi không thể thốt lên được lời nào gọi ta là tiểu đệ tử quỷ ta đã nhịn ta rộng lượng nên không so đo với ngươi nhưng ngươi lại dám quá đà gọi ta là con mụ nàng ngạo nghễ đứng đợi nhưng một hồi lâu cũng không thấy lữ thiếu khanh vào nàng cảm thấy kỳ lạ chẳng lẽ tiểu tử đó đã chịu khuất phục hay hắn đã sợ rồi tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị nàng bác bỏ làm sao có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế ngay khi nàng định thăm dò bên ngoài thì anh sáng lóe lên lữ thiếu khanh bước vào vừa bước vào lữ thiếu khanh chừng mắt nhìn nàng như thể gặp phải kẻ thù giơ tay lên tức giận còn hừ nàng lạnh lùng cười nhạt trong lòng muốn gọi ta là mụ à không có cửa đâu ra ngoài lữ thiếu khanh lập tức bị đá bay ra ngoài ha ha nàng không kìm được mà bật cười thật sảng khoái tiểu tử đấu với ta sao ngươi còn non lắm nàng không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng tức điên của lữ thiếu khanh nhưng rất nhanh một tờ giấy trắng lơ lửng trước mặt đã thu hút sự chú ý của nàng tờ giấy mà lữ thiếu khanh để lại nàng nhẹ nhàng vẫy tay tờ giấy bay vào tay nàng nhìn xuống tâm trạng tốt đẹp của nàng lập tức tan biến trên tờ giấy chỉ có hai chữ con mụ nàng tức đến nghiến răng phất tay một cái tờ giấy biến thành cho bụi nàng tức tối gầm lên tên khốn này ngay lúc đó lữ thiếu khanh lại bước vào vẫn như lần trước vung tay thả tờ giấy trắng ra rồi chỉ thẳng vào nàng con mụ ơ ờ, sao lại không bị đá ra ngoài tốt vậy ta sẽ tiếp tục chửi ngươi trả linh thạch cho ta ngươi có còn là người không tên khốn có ai làm ma như ngươi không không ăn vàng mã đến tiền âm phủ chỉ thích ăn linh thạch à một lượt mà ăn hết hơn 100 tỷ linh thạch ngươi không sợ nghẹn chết à ta thấy khi còn sống ngươi chắc chắn cũng là tên trộm linh thạch bị người ta đánh chết giờ thành ma mà vẫn không sửa được cái thói xấu đó ta có dễ dàng gì đâu hơn 100 tỷ linh thạch đấy ngươi có biết ta đã kiếm được số đó như thế nào không đó là ta từng viên từng viên tiết kiệm mà có được ăn uống kiêng khem để giành được chút tài sản, bình thường còn chẳng nỡ tiêu. Còn ngươi thì tốt rồi, ngươi là con thú hoang ăn hết của ta chỉ trong một lần, đồ con mụ trộm cắp, trả lại linh thạch cho ta. Hừ, nàng không thể chịu nổi nữa, đành phải đá hắn ra ngoài, thật là ồn ào chết mất, lải nhải không ngừng, không để cho người khác nói được câu nào, Lữ Thiếu Khanh lại bước vào. Vừa định mở miệng thì nàng lạnh lùng nói, ngươi thử mắng ta là con mụ một lần nữa xem, ta sẽ không cho ngươi vào đây nữa. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, sau đó càng tức giận hơn, muốn khóc thật to. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ấm ức vô cùng, Mất hết linh thạch, không chỉ bị đá ra ngoài, mà giờ còn định đặt mật mã cho phòng này nữa, đây có phải là người không? Không đúng, đây có phải là ma không? Còn thiên lý ở đâu nữa? Không trách được Diêm Vương không thu nhận ngươi, có ma nữ nào dám thu ngươi về chứ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nàng, toàn thân run rẩy, tức giận, ấm ức và hàng loạt cảm xúc khác nhau ùa về, lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình chẳng khác nào một cô gái nhỏ, bị bắt nạt, yếu đuối và bất lực, hắn run rẩy hồi lâu, chỉ tay vào nàng, giọng the lương hét lên, trả linh thạch cho ta, trả lại số tiền mồ hôi nước mắt của ta đủ rồi giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên ngọt ngào như chính người phát ra nó đầy cuốn hút đủ rồi đủ rồi lữ thiếu khanh sững sờ rồi lập tức nổi điên đồ cầm thú ngươi đúng là cầm thú nàng muốn đánh hắn không gọi ta là con mụ không gọi ta là ma quỷ giờ lại gọi ta là cầm thú lữ thiếu khanh hét lớn trả lại linh thạch cho ta nàng hư lạnh một tiếng đành phải giải thích đó là thù lao ta đáng nhận thù lao đáng nhận lữ thiếu khanh càng tức giận thù lao cái quái gì ta chưa từng cầu cứu ngươi cho dù có cũng không đáng hơn 100 tỷ chứ, ngươi trộm nhiều linh thạch như vậy, sao không bị đập chết đi? Nàng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu không có ta, ngươi đã chết rồi, ta đã ra tay hai lần, đó là thù lao xứng đáng. Lữ Thiếu Khanh lập tức nghẹn lời, cú đấm của thánh chủ là nàng đã giúp đỡ hắn chặn lại, còn cái chân của xương thần là nàng đã đá hắn bị thương, thành thật mà nói, hơn trăm tỷ để đổi lấy hai mạng sống, có thể coi là rất đáng giá, thậm chí còn là một món hời. Nhưng khi nghĩ đến hơn trăm tỷ linh thạch, trái tim Lữ Thiếu Khanh vẫn đau nhói, hắn ưỡn ngực, căm tức nhìn nữ tử ngươi còn không bằng một cước đá chết ta đi cho dù muốn linh thạch ngươi cũng phải thương lượng với ta ngươi không thương lượng với ta ngươi chính là cường đạo nữ tử muốn đánh người xúc động càng thịnh gặp qua tham tài chưa thấy qua nhân loại hỗn đản tham tài như vậy cút khỏi đây ngay hô một tiếng lữ thiếu khanh lại bị đá ra ngoài không chơi nổi đúng không lữ thiếu khanh trở về gầm lên bồi thường cho ta nếu không ta với ngươi không xong nhìn lữ thiếu khanh với vẻ mặt kiên quyết nữ tử bất đắc dĩ thở dài tên tiểu tử này quả là kẻ khó nhằn nhất mà nàng từng gặp nàng nhàn nhạt nói ta sẽ chỉ cho ngươi một cách để đột phá lên đại thừa kỳ ngươi cần linh thạch cũng là để tu luyện và đột phá đúng không đích đến là như nhau thôi lữ thiếu khanh lẩm bẩm vẻ mặt không hài lòng quá trình khác nhau linh thạch đổi lấy thời gian ta chỉ cần ngủ vài trăm năm là có thể đột phá đại thừa kỳ còn cách của ngươi ai biết có hiệu quả không có khó không thêm chút gì nữa đi nữ tử nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt lạnh lùng như thể nhìn thấu tâm tư của hắn hắn chỉ đang cố gắng đòi thêm chút lợi lộc mà thôi nàng không để hắn được toại nguyện giọng nói của nàng lạnh đi không muốn thì thôi dù sao ta cũng có thể cấm ngươi vào đây ta sẽ có được sự yên tĩnh lữ thiếu khanh tức đến mức run rẩy vô sỉ ngươi học ai mà vô sỉ đến vậy ngươi có biết mình vô sỉ đến mức nào không hết rồi à lữ thiếu khanh chửi xong lại cười cười nịnh nọt nói sao thì nói cũng nên cho ta thêm chút gì nữa chứ hơn trăm tỷ linh thạch đấy ngươi giải hết một lần mà không thấy đau lòng sao nữ tử không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn lữ thiếu khanh dù nàng có ái náy cũng không đời nào nàng nhượng bộ không thể để hắn có cơ hội được voi đòi tiên thấy nàng không đáp lời lữ thiếu khanh đành dở trò vậy đồng ý với ta một yêu cầu nếu ngươi không đồng ý ta sẽ sẽ cuối cùng hắn chỉ có thể lớn tiếng hét lên nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không để yên cho ngươi nữ tử im lặng một lúc rồi chậm rãi nói yêu cầu gì thế đi lữ thiếu khanh chỉ vào nàng ngươi phải thề rằng sau này sẽ không được lấy linh thạch của ta nếu cần ngươi phải xin phép ta trước ánh mắt của nàng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào lữ thiếu khanh khiến hắn cảm thấy lo lắng trong lòng lữ thiếu khanh ngay lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ ánh mắt của nàng thậm chí còn lớn hơn cả áp lực mà thánh chủ đã gây ra trước đây nhưng lữ thiếu khanh không né tránh mà đối mặt với nàng ai sợ ai cả hai đối diện nhau một lúc lâu cuối cùng nữ tử thu lại ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói thế giới bên ngoài đang thức tỉnh ngươi có thể quan sát cảm nhận một khi ngươi lĩnh ngộ được ngươi sẽ dễ dàng bước vào đại thừa kỳ lỡ ta không lĩnh ngộ được thì sao lữ thiếu khanh lập tức hỏi nàng không trả lời nếu không lĩnh ngộ được thì chẳng còn cách nào khác có gì nữa mà nói Lữ Thiếu Khanh vô cùng bất mãn, chỉ tay vào nàng, cách này chẳng đáng tin chút nào, không tính, phải có bù đắp khác. Vèo, cảnh tượng trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi, hắn lại bị đá ra ngoài, giọng nói của nàng vang lên, bù đắp khác. Thề, ngươi dựa vào gì để bắt ta thề, sao ta có thể cúi đầu trước một tên tiểu tử, nữ tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi ngàn vì sao và ánh trăng sáng rực, ánh mắt nàng trở nên sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sắp rồi. Lữ Thiếu Khanh bị đá ra ngoài, ban đầu sững sờ, sau đó liền tức giận gào thét, tên tiểu đệ vô liêm sỉ, hắn lại cố gắng vào trong nhưng phát hiện ra rằng không thể vào được nữa chết tiệt lữ thiếu khanh phát điên cơn giận bùng nổ đồ vô sỉ nhưng lữ thiếu khanh cũng chẳng còn cách nào khác mãi sau cơn giận mới nguôi ngoai lữ thiếu khanh hít sâu một hơi thôi nam tử hán đại trưởng phu không đấu với ma hú chi là một nữ ma hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi những vệt sáng vẫn không ngừng lướt qua từng ngôi sao băng rơi xuống chạm đất để xem cách của tiểu ma chết tiệt kia có dùng được không thân hình lữ thiếu khanh biến mất khỏi chỗ đứng xuất hiện tại nơi tổ mạch Tổ mạch nằm sâu hàng vạn dặm dưới mặt đất, ánh sáng trắng tỏa ra, soi rọi bóng tối bên dưới như ban ngày, mỗi tia sáng chạm vào lòng đất liền hóa thành một linh mạch, lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều xuất phát từ tổ mạch. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, tổ mạch không hề né tránh, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như thể đang vô cùng hoan hỉ chào đón hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng ở trung tâm tổ mạch, một quả cầu ánh sáng lớn bằng đầu người đang khẽ đập như trái tim của tổ mạch, đây chính là tia sáng sinh mệnh của thế giới này. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trước tia sáng sinh mệnh, bắt đầu thực hiện theo cách của nữ tử hắn phải quan sát quá trình thế giới này hồi sinh để xem có thể tìm được cơ hội nào cho hắn đột phá đại thừa kỳ hay không lữ thiếu khanh để thần thức của mình khuếch tán ra bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh lúc đầu hắn như một người ngoài quan sát tổ mạch lan tỏa dưới lòng đất nhưng dần dần thần thức của hắn chìm sâu vào đó như thể hòa làm một với tổ mạch trở thành một phần của tổ mạch vèo tia sáng sinh mệnh lại một lần nữa nhập vào cơ thể lữ thiếu khanh đồng thời trong biển ý thức của hắn một sự thay đổi lớn bắt đầu diễn ra lữ thiếu khanh cảm thấy cơ thể mình trở nên khổng lồ và nặng nề trước mắt chỉ còn lại bóng tối chuyện gì xảy ra vậy hắn thoáng băn khoăn nhưng nhanh chóng quên đi câu hỏi đó vì có một giọng nói vang lên trong tâm trí thúc giục hắn tiến về phía trước không ngừng di chuyển lữ thiếu khanh chậm chậm điều khiển thân thể to lớn tiến về phía trước trong bóng tối phía trước là cảm giác lạnh lẽo cô độc không một chút sinh khí khi đến nơi hắn cảm thấy không thích bầu không khí này liền tách ra một phần sức mạnh của mình để lại nơi đây phần sức mạnh ấy như những con run đào sâu vào lớp đất đen không ngừng lan tỏa khắp nơi nơi nào có sức mạnh của hắn đi qua linh khí bắt đầu nảy mầm từ từ hội tụ và tràn ra khỏi mặt đất, lấp đầy khoảng không gian rộng lớn. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Lữ Thiếu Khanh cứ tiếp tục di chuyển, cố gắng đẩy lùi bóng tối và đánh thức thế giới này, không biết đã qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, hắn dừng lại, cơ thể khổng lồ của hắn dường như không còn sức mạnh, đổ dạp xuống mặt đất, rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, sức mạnh từ cơ thể hắn lan rộng ra khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh chìm vào giấc ngủ, trong mơ, hắn thấy mình như bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, mặt đất liên tục rung chuyển, sụp đổ, rồi lại va chạm và tạo thành những mảnh lục địa mới, thế giới đang thu nhỏ lại, chỉ còn bằng một phần mười so với trước đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống mặt đất đang biến đổi, nhưng mãi không thấy sự sống xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nơi thỉnh thoảng có những tia sáng loài qua, đó là những vì sao rơi xuống, hóa thành những vệt sao băng, trong vũ trụ bao la, vô số ngôi sao lơ lửng, nhưng tất cả đều chìm trong bóng tối, không có một chút ánh sáng. Thế giới này đã chết và các ngôi sao trên bầu trời cũng theo đó mà lụi tàn. Vù, dầm, lại có một ngôi sao rơi xuống, xé toạc bầu trời, phát sáng rực rỡ trước khi lao xuống đất, tạo nên một tiếng nổ vang dội và tung lên vô số đất đá, ngọn lửa bùng cháy lên trời, khói bụi cuồn cuộn bốc lên, linh khí xung quanh cuộn trào, sôi sục, tuy nhiên, ánh sáng đó chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi dần dần tắt lịm, linh khí cũng lắng xuống, trở lại yên bình. Lữ Thiếu Khanh lặng nhìn hồi lâu, một nỗi buồn dâng lên trong lòng, hắn đột nhiên hiểu ra rằng, để thế giới này có được sinh mệnh, có lẽ cần một thời gian rất dài, không có mặt trời, không có mặt trăng, cũng chẳng có nguồn sáng nào khác thế giới này định sẵn phải vùng vẫy trong bóng tối thêm một thời gian dài lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn thấy hai bóng đen khổng lồ chìm sâu trong không gian xa xôi vẫn đang ngủ say mặt trời và mặt trăng không biết đến bao giờ mới thức dậy thế giới này cần ánh sáng rầm 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 những ngôi sao liên tiếp rơi xuống chúng lần lượt hy sinh dù đã chết nhưng vẫn cố gắng phát huy sức mạnh cuối cùng chúng đốt cháy bản thân để thắp sáng thế giới này ánh sáng lóe lên trong giây lát mang đến chút hơi ấm ngắn ngủi cho thế giới cảnh tượng đó khiến lữ thiếu khanh cảm thấy bồi hồi nỗi buồn càng dâng lên trong lòng hắn nên làm gì để thế giới này thực sự sống lại một suy nghĩ không thể kìm nén được trỗi dậy xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn lữ thiếu khanh muốn làm điều gì đó để hồi sinh thế giới này lữ thiếu khanh tập trung cao độ một lần nữa quan sát sự biến đổi của thế giới mặt đất dung chuyển ánh sáng từ sâu dưới lòng đất muốn bùng lên xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá trên trời những ngôi sao rơi xuống cố gắng dùng ánh sáng của chúng để đẩy lùi bóng tối trái tim lữ thiếu khanh càng lúc càng nặng trĩu dần dần hắn cảm thấy mình cũng biến thành những ngôi sao trên bầu trời Hắn hóa thành ngôi sao, lao xuống từ không trung, cơ thể hắn ma sát với không khí và bắt đầu cháy rực, hắn hóa thành những ngôi sao đang cháy, thành những ngọn sao băng, lao mạnh xuống mặt đất. Rầm, rầm, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác nổ tung, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác cháy rực, nhưng ánh sáng mà chúng tạo ra chỉ đủ xua tan một chút bóng tối trong chốc lát. Tuyệt vọng và bi quan tràn ngập trong lòng Lữ Thiếu Khanh, hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn dường như không có cách nào khác để thoát ra, dưới những cú va chạm liên tiếp, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, năm này qua năm khác, thế giới vẫn chìm trong bóng tối, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong phòng thời gian, ánh mắt của nữ tử dần trở nên u ám, rồi nàng thở dài một tiếng thật sâu, xem ra vẫn chưa được, hắn vẫn còn quá trẻ, thôi vậy, nàng lắc đầu, chuẩn bị ra tay, nếu không đánh thức Lữ Thiếu Khanh, có lẽ hắn sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên bùng lên một tia sáng chói lòa, một luồng kiếm ý sắc bén lan tỏa khắp thế giới, kiếm ý sắc bén tỏa ra như một cơn bão, cuốn qua toàn bộ thế giới Khiến nơi đây dường như biến thành một cõi thế giới kiếm ý. Giữa luồng ánh sáng, thân ảnh của Kế Ngôn dần hiện ra, khí thế của Kế Ngôn ngút trời, sức mạnh tôn trào dữ dội, khiến cả không gian xung quanh rung chuyển, trên bầu trời, mây đen tụ tập và tia sét vàng rực rỡ bắt đầu lóe sáng. Bầu không gian bị xé rách, mặt đất rung chuyển dữ dội, nước chảy ngược dòng, thế giới chưa kịp hoàn toàn hồi sinh đã lâm vào tình trạng sụp đổ, không thể chịu nổi sức mạnh của Kế Ngôn. Bất ngờ, một giọng nói vang lên khắp không gian ngươi định làm gì âm thanh như đến từ khắp mọi nơi dội lại trong cả đất trời lữ thiếu khanh xuất hiện đối diện từ xa với kế ngôn ngươi sống rồi thì lên trời mà đi đừng có ở đây mà bắt nạt con trai ta lữ thiếu khanh nói khí thế không hề thua kém kế ngôn cũng đang sẵn sàng bùng nổ cả hai đều ở ngưỡng đột phá và cả hai đều bùng lên sức mạnh đáng sợ con trai kế ngôn bất giác thốt lên giữa lúc này vốn không nên tò mò nhưng hắn không thể kiềm chế được hắn đã hôn mê bao lâu rồi sư đệ của hắn đã kết hôn và có con sao hắn không thấy tiểu sư điệt đâu kế ngôn nhìn lữ thiếu khanh bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi thầm rằng tiểu sư điệt ở đâu lữ thiếu khanh bực bội thúc giục lên trời lên trời ngay lên đi đừng ở đây làm loạn nữa mặc dù vẫn còn khó hiểu kế ngôn vẫn bay lên trời rời xa thế giới dưới chân mình hắn cúi xuống nhìn thấy lữ thiếu khanh mặc dù cũng đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ nhưng không gây hại gì đến thế giới bên dưới đồng thời hắn cũng nhận ra rằng khí tức của lữ thiếu khanh dường như hòa hợp với thế giới dưới chân không lẽ nào sư đệ của hắn đã làm gì vậy kế ngôn bất ngờ sau đó lắc đầu quả nhiên muốn làm trò thì phải là sư đệ của hắn mới đủ gan dạ kế ngôn ngẩng đầu nhìn lên thấy trên bầu trời mây đen không ngừng cuộn xoáy tia sét vàng giống như những con thần long đang xuyên qua tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta khiếp sợ thiên kiếp của đại thừa kỳ hãy đến đây ánh mắt của kế ngôn trở nên sắc bén vì để đe dọa thánh chủ kế ngôn đã dốc toàn bộ sức lực suýt nữa đánh mất cả mạng nếu không phải vì ngất đi hắn đã sớm đột phá đến đại thừa kỳ bây giờ thiên kiếp chỉ là thứ đến muộn mà thôi kế ngôn giơ kiếm chỉ lên thiên kiếp dầm tiếng sấm nổ vang trên bầu trời tia sét bùng nổ nhưng điều đáng ngạc nhiên là tia sét đầu tiên không nhắm vào kế ngôn mà lại lao thẳng về phía lữ thiếu khanh từ xa lữ thiếu khanh cũng đang phải đối mặt với thiên kiếp của mình mây kiếp của hắn xuất hiện sau kế ngôn một chút nhưng sấm sét của hắn lại đến trước kế ngôn quay đầu nhìn thấy lữ thiếu khanh vừa lên đến tầng gió lốc thì ngay lập tức hai tia sét đã lao xuống dữ dội và hung tợn như hai con rồng hung ác định tấn công bất ngờ trong tiếng nổ long trời lở đất lữ thiếu khanh gầm lên đau đớn bị sét đánh đến nỗi phải xoay vòng trên không trung khóe miệng kế ngôn khẽ nhấc lên chỉ có lữ thiếu khanh mới có kiểu thiên kiếp đặc biệt như thế này lữ thiếu khanh cũng không thể ngờ thiên kiếp lại vô lý như vậy theo quy tắc bình thường mây kiếp phải tụ lại một lúc lâu mới đánh xuống xét nhưng mây kiếp của hắn xuất hiện sau kế ngôn thế mà sấm xét lại đánh xuống trước đã vậy còn là hai tia tia xét vàng lấp lánh trong bóng tối đánh đến mức lữ thiếu khanh nước mắt chảy dòng lữ thiếu khanh hít sâu mấy hơi rồi lại lao lên nếu ở quá gần thế giới dưới chân thì sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến thế giới non trẻ đang hồi sinh thế giới chưa kịp phục hồi hoàn toàn mà lại bị sấm sét thiên kiếp đánh xuống chắc chắn sẽ tiêu tan dầm tia sét thứ hai giáng xuống lại là hai tia sét song song tia sáng vàng rực chói lóa đến mức khiến lữ thiếu khanh nhức mắt lữ thiếu khanh ngửa mặt lên trời chửi lớn em gái ngươi cho ta một thiên kiếp bình thường được không mà quân kiếm của hắn vung mạnh tấn công thiên kiếp vừa đánh vừa chửi bới trước đây phải đến cuối cùng mới chia xét ra giờ thì ngay từ đầu đã chia ra rồi ngươi thận yếu hả thận yếu thì đừng ra làm thiên kiếp nữa dầm hai tia sét nữa rơi xuống chạm vào kiếm quang của lữ thiếu khanh và gây ra một vụ nổ kinh hoàng sức mạnh khủng khiếp ập đến khiến lữ thiếu khanh cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng mới chỉ là đợt xét thứ hai mà đã thế này còn bảy đợt nữa tổng cộng là 14 tia nghĩ đến đó hắn muốn khóc thét lên bắt nạt người quá đáng không để người ta sống mà lữ thiếu khanh nhìn lên mây kiếp đại ca à nhẹ tay thôi được không ta biết ngươi không yếu đừng chia xét ra nữa mà rầm rầm mây kiếp phát ra tiếng gầm gừ như thể đang trả lời lời cầu xin của lữ thiếu khanh có ai đó dường như thì thầm bên tai hắn và lữ thiếu khanh chợt hiểu ra điều gì đó gì cơ thêm một tia xét là do thế giới bên dưới ta phải chịu thiên kiếp thay cho con trai ta lữ thiếu khanh không dám tin vào tay mình hét lên cảm thấy muốn khóc thế giới vừa hồi sinh cũng phải chịu thiên kiếp sao lại là chuyện vô lý gì nữa đây lữ thiếu khanh chỉ vào thiên kiếp phía trên giận dữ hét lên thận yếu thì thận yếu đừng có viện cớ dầm thiên kiếp chẳng hề để ý đến hắn tiếng sấm lại vang lên và một tia xét càng to lớn hơn lao xuống lữ thiếu khanh mừng rỡ ồ quả nhiên không dám thừa nhận thận yếu sao hùng đúng là đến cả thiên kiếp cũng không dám thừa nhận mình thận yếu mới có một tia xét ta sợ ngươi chắc chém nó dầm tiếng xét và ánh kiếm tan biến trong màn sáng chói lọi nụ cười vừa xuất hiện trên gương mặt lữ thiếu khanh thì lập tức đông cứng lại một tia xét nữa như con rắn độc từ trong màn sáng chui ra đánh thẳng vào người hắn ôi trời khốn nạn thận yếu mà không chịu thừa nhận thật đáng khinh ầm một bóng người từ trên trời rơi xuống nặng nề đập vào mặt đất lữ thiếu khanh nằm bẹp trong lớp đất bùn gương mặt đầy vẻ chán trường như thể mọi hy vọng đã tan biến quá đê tiện thật là đê tiện, đường đường là thiên kiếp. Thận yếu thì thôi, vậy mà lại còn dở trò hèn hạ như vậy, đạo thiên lôi thứ hai nấp sau đạo thiên lôi thứ nhất, khiến Lữ Thiếu Khanh không kịp trở tay. Ánh sáng nhẹ nhẹ từ trong lòng đất lóe lên, linh khí xung quanh bắt đầu tụ lại, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh, không gian khẽ rung lên. Những làn sóng năng lượng huyền diệu bắt đầu lan tỏa, như thể có một đứa trẻ đang lo lắng cho cha của mình. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười dịu dàng, nở nụ cười như một người cha đầy yêu thương, sau đó từ từ đứng dậy, nói: "Ta không sao." Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng biến mất rồi tái xuất trên bầu trời, hắn tranh thủ liếc nhìn về phía kế ngôn nơi thần thức có thể cảm nhận rõ ràng dù cách rất xa đúng lúc đó một đạo lôi kiếp giáng xuống từ trời kế ngôn chỉ cần một nhát kiếm là đã đánh tan lôi kiếp không chút hề hấn thiên kiếp hùng mạnh trở nên vô cùng yếu ớt dưới tay kế ngôn giọng nói của kế ngôn vang lên có cần giúp không kế ngôn dường như rất hứng thú thậm chí còn muốn thử sức với thiên kiếp của lữ thiếu khanh biến đi cẩn thận bị đánh khóc đấy lữ thiếu khanh gầm gừ chẳng tỏ vẻ gì là biết ơn sau đó quay đầu mắng thiên kiếp trên bầu trời này hãy đánh một cách đàng hoàng đừng có giở trò lén lút ta không phân biệt đối xử với thận yếu đâu ẩm đạo lôi kiếp thứ tư giáng xuống lữ thiếu khanh tập trung toàn bộ tinh thần nhưng khi thấy ba đạo lôi kiếp vàng óng lao tới như những con ác long hắn bật nhảy lên và chửi rủa đồ khốn ta nói ngươi thận yếu vậy mà ngươi còn liên tục cung cấp bằng chứng ta sợ ngươi chắc lữ thiếu khanh vừa mắng vừa vung kiếm đối đầu ba đạo lôi kiếp vàng trói lóe nổ tung cùng lúc dù lữ thiếu khanh có mạnh mẽ đến đâu đối diện với sức mạnh khủng khiếp như vậy hắn vẫn bị đánh bay lại một lần nữa đập xuống đất phụt lữ thiếu khanh liên tục phun máu máu tươi nhún đỏ cả đất đai xung quanh ba đạo lôi kiếp mạnh hơn rất nhiều so với hai đạo trước đó sức mạnh tăng gấp bội lữ thiếu khanh thầm tính toán nếu cứ tiếp tục thế này hắn không thể chịu nổi đến cuối cùng thận yếu mà vẫn mạnh như vậy sao thật là rắc rối lữ thiếu khanh cảm thấy bất lực đây mới chỉ là lần thứ tư vẫn còn năm lần nữa hiện tại không phải là hai bảy mà là ba năm mười lữ thiếu khanh rên rỉ lần thứ tư rồi vẫn còn 15 đạo lôi kiếp nữa trên đời này còn ai khổ hơn ta xung quanh bắt đầu tỏa ra những tia sáng nhỏ bé một cảm giác lo lắng lan tỏa trong không gian mặt đất khẽ rung lên dường như thế giới này cũng lo lắng cho lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh phất tay nói không sao để ta đấu với thiên kiếp thận yếu này thế giới này cũng chẳng giúp được gì cho hắn lữ thiếu khanh lại bay lên không trung trên đường lên thiên kiếp lại giáng xuống ba đạo lôi kiếp bao vây hắn theo hình tam giác lữ thiếu khanh tức giận mắng thận yếu mà còn nhanh như vậy lần này đã có sự chuẩn bị hắn không bị đánh bất ngờ nữa lữ thiếu khanh vung kiếm thật mạnh ánh sao tỏa sáng đánh tan hai đạo lôi kiếp, nhưng đạo thứ ba thì hắn phải gồng mình chịu đựng. Ầm, đạo lôi kiếp thứ ba đánh thẳng vào cơ thể hắn, á, à, Lữ Thiếu Khanh phun máu, xoay mòng mòng giữa không trung, sau khi xoay hai vòng, hắn biến mất khỏi vị trí hiện tại. Khi tái xuất, hắn đã ở ngay trước mặt đám mây lôi kiếp, ầm, thiên kiếp dường như cũng bị giật mình. He hơ, Lữ Thiếu Khanh cười, trên môi vẫn còn vết máu, nhìn hắn vừa thê thảm vừa dữ tợn, để ta xem thử ngươi, cái thiên kiếp thần yếu này ra sao, nói xong, hắn lao thẳng vào đám mây lôi kiếp, còn lại bao nhiêu lôi kiếp cũng không quan trọng vì hắn biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa thế thì chi bằng trực tiếp đánh vào góc thử xem có thể tiêu diệt thiên kiếp thận yếu này hay không lữ thiếu khanh lao vào vừa đi vừa chửi rủa đánh người cũng phải có giới hạn ngươi chia ra hai đạo ta đã nhịn rồi nhưng chia ra ba đạo ta không thể nhịn được nào đồ thận yếu lữ thiếu khanh đột ngột nuốt hết những lời còn lại vì ngay trước mắt hắn 12 đạo lôi kiếp đang xoay tròn trông có vẻ lười biếng như thể vừa mới tỉnh dậy dù là lôi kiếp nhưng lữ thiếu khanh có cảm giác như có 12 cặp mắt đang dõi theo mình chỉ chờ thời cơ để lao vào và xé hắn thành từng mảnh ra đầu hắn tê dại trong lòng thầm kêu khổ thầm rủa thầm thiên kiếp đê tiện vô liêm sỉ tưởng rằng lôi kiếp cần thời gian để chuẩn bị nên hắn đã liều lĩnh xông vào đám mây để phá hủy tận gốc ngăn không cho thiên kiếp sản sinh ra thêm lôi kiếp không ngờ lôi kiếp đã được chuẩn bị sẵn chờ hắn ở đây lữ thiếu khanh nhìn chăm chăm vào 12 đạo lôi kiếp trước mắt ánh chớp lấp lánh trên bề mặt toát lên sát khí dữ dội khiến hắn lạnh sống lưng bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng lữ thiếu khanh khó khăn nở một nụ cười lắp bắp nói xin lỗi nhầm rồi xin phép cáo tử. Hắn quay người định rời đi, nhưng những đạo lôi kiếp xung quanh làm sao có thể để hắn thoát dễ dàng như vậy? Xẹt, như thể bị kích động, 12 đạo lôi kiếp bùng nổ, ánh chớp rực sáng, tiếng sấm vang dội, tất cả đồng loạt lao vào nút trưởng lữ thiếu khanh trong nháy mắt. Ngay lập tức, lữ thiếu khanh cảm thấy như da thịt mình muốn tan chảy, hoặc bị thiêu rụi hoàn toàn, sức mạnh khủng khiếp của 12 đạo lôi kiếp đã vượt xa sức chịu đựng của hắn, xong rồi, trong lòng hắn kêu gào, tự trách bản thân quá manh động, nơi này, hắn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát ác, khi dễ người phải không vậy thì xem ai bắt nạt ai tâm thần vừa động quả cầu vàng trong thức hải chuyển động một cỗ hấp lực cường đại từ trong cơ thể lữ thiếu khanh truyền ra xung quanh lôi kiếp giống như nhận được triệu hoán một mạch nhập vào trong cơ thể lữ thiếu khanh 12 đạo lôi kiếp toàn bộ tiến vào cơ thể lữ thiếu khanh lập tức hít một hơi lạnh bản năng thúc đẩy lữ thiếu khanh vận hành thái diễn luyện thể quyết khiến cơ thể liên tục bị hủy diệt rồi lại được tái sinh mỗi lần tái tạo cơ thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn một chút nhưng quá trình này gây ra cơn đau khủng khiếp xuyên thấu linh hồn đau quá Lữ Thiếu Khanh cắn răng chịu đựng, vừa kêu rên vừa vận hành công pháp, để cơ thể mình tái sinh lần này qua lần khác. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn bắt đầu cảm thấy cơn đau dần dần giảm, nhìn xuống cơ thể mình, hắn nhận ra nó đã không còn sụp đổ nữa. Thân thể của Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời, ngay cả Lôi Kiếp cũng không thể xé nát nó thêm nữa. Dường như Lôi Kiếp cũng nhận ra không thể phá hủy được cơ thể hắn nữa, nên chuyển hướng tấn công, chúng thoáng cái đã lao vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm. 12 đạo Lôi Kiếp tiến vào thức hải, khiến nó trở nên hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tiến vào thức hải của mình, nhìn thấy 12 đạo lôi kiếp như những con rồng hung ác đang xoay tròn trên bầu trời, gầm thét với đại lục bên dưới, Lữ Thiếu Khanh hốt hoảng, 12 đạo lôi kiếp thật sự quá đáng sợ, nếu tất cả cùng tấn công, thức hải của hắn chắc chắn sẽ bị tàn phá nặng nề, và đại lục bên dưới cũng sẽ bị nhấn chìm, các ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận quát lớn, yên ổn cho ta ngay. Nhưng 12 đạo lôi kiếp chẳng thèm bận tâm đến hắn, chúng gầm thét dữ dội rồi đồng loạt lao xuống đại lục. Chết tiệt, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái mét, nếu đại lục bị phá hủy, thức hải của hắn sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng chưa kể đến việc thế giới ngoài kia cũng sẽ bị hủy diệt cây sinh mệnh trong thức hải chính là cội rễ của thế giới đó nếu cây bị phá hủy thế giới ngoài kia cũng sẽ diệt vong đã vào rồi mà còn không ngoan ngoãn hả lữ thiếu khanh nổi giận tâm thần vừa động quả cầu ánh sáng vàng trên đỉnh đầu hắn bắt đầu xoay chuyển xì đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt xuất hiện một tia sét trắng và một tia sét đen quấn lấy nhau lơ lửng trên không tỏa ra uy nghi vô cùng 12 đạo lôi kiếp như những đứa con nhìn thấy cha mình lập tức đứng khựng lại không dám động đậy có hy vọng, mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, cười khẩy, các ngươi nghĩ ta dễ bị bắt nạt sao? Không chần chừ, hắn ra lệnh, nuốt chúng đi. Ngay lúc đó, giọng nói của người phụ nữ vang lên, cắt ngang lời hắn, hãy để cây sinh mệnh độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, không nhịn được mắng, có thể đừng rình mò nữa được không? Trả linh thạch lại cho ta. Đồ khốn, trong phòng thời gian, người phụ nữ tức giận đá mạnh vào quan tài, tạo ra tiếng kêu vang vọng, dù đang tức giận, nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn tiếp tục quan sát thức hải của Lữ Thiếu Khanh, mặc dù đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng khi thấy hắn vẫy tay một cái, hai tia sét đen trắng quấn quanh cánh tay hắn như những hộ pháp trung thành, người phụ nữ không khỏi sửng sốt, đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt, chưa từng có ai có thể đồng thời nắm giữ chúng, cái tên tiểu tử này. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tiến về phía 12 đạo lôi kiếp, giờ đây chúng đã ngoan ngoãn đứng yên trên không, không dám động đậy, như những con chó nhỏ bị hoảng sợ, hắn chỉ tay về phía chúng, hông hách ra lệnh, xếp hàng, từng đạo một mà đánh xuống, nhẹ thôi, đừng làm đau con trai ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, người phụ nữ không khỏi buông lời chế nhạo cậy có chó lớn mà ra oai lữ thiếu khanh dõi mắt nhìn về cây sinh mệnh ầm một đạo lôi kiếp vàng giáng thẳng xuống cây sinh mệnh tung lên vô số bụi đất khiến cả đại lục rung chuyển cùng lúc đó bên ngoài thế giới một đạo lôi kiếp cũng rơi xuống đất trời đất rung rinh ánh sáng chói lòa vô số tia xét tràn ngập mặt đất sau cùng dường như bị đại địa hấp thụ và biến mất lữ thiếu khanh căng thẳng dõi theo khi ánh sáng lôi kiếp tan đi cây sinh mệnh vẫn không hề hấn gì chiếc lá xanh vẫn đứng vững đung đưa trong gió tốt lắm tiếp tục đi ầm ầm từng đạo lôi kiếp tiếp tục giáng xuống cây sinh mệnh lai động trong ánh xét ban đầu không có gì tổn hại nhưng theo thời gian cây sinh mệnh bắt đầu chịu đựng những vết thương thân cây nứt toác cháy đen lá cây rũ rượi ẩm đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống từ đỉnh cây chém xuống như một lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa chẻ đôi cây sinh mệnh thức hải của lữ thiếu khanh chấn động dữ dội đầu hắn như sắp nổ tung chết tiệt hắn ôm đầu vội vàng lao xuống xem xét liệu cây sinh mệnh có sao không tuy nhiên ngay lúc ấy có một làn sóng xung quanh truyền tới buộc lữ thiếu khanh phải quay trở lại khi hắn ra ngoài, phát hiện rằng thiên kiếp đã qua, trời đất thanh bình, tiên nhạc vang vọng, tiên quang rực rỡ chiếu rọi lên người hắn, khí tức trong cơ thể hắn tràn trề, thân thể biến đổi dưới ánh sáng tiên, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa khắp không gian, hai mắt Lữ Thiếu Khanh bất tri bất giác biến thành đồ án Thái Cực, phần lớn thế giới thành hai màu đen, quy tắc cũng hiện ra trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh giơ tay phải lên trước mắt mình, sau khi trải qua thiên kiếp, làn da của hắn trắng mịn như da em bé, nếu đen thui, ra ngoài sao gặp người được chứ, đây chính là cảm giác của đại thừa kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh tự lẩm bẩm Ánh mắt của hắn đảo qua thế giới xung quanh, mọi thứ hiện ra thật rõ ràng, như thể một người cận thị bỗng dưng hồi phục thị lực, nhìn đâu cũng thấy rõ ràng vô cùng. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên thế giới bên dưới, hắn nhẹ nhàng vung tay, không gian xung quanh dấy lên những gợn sóng, thế giới đầy lửa lập tức biến thành một vùng băng tuyết trắng xóa, hắn lại vung tay về phía khác, vùng sa mạc vạn dặm lập tức biến thành một biển cỏ xanh tươi, những cây cối lớn mạnh vươn mình từ lòng đất, Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, tính toán thực lực của mình, hừ, cũng sắp xỉ mấy tên hoang thần kia thôi, nếu so với Thánh chủ thì sau một hồi im lặng lữ thiếu khanh bất ngờ chửi thề vẫn còn chênh lệch một chút sức mạnh mà thánh chủ thể hiện ra quá khủng khiếp ngay cả khi hắn chưa nuốt trưởng hoang thần và tế thần lữ thiếu khanh vẫn bị áp đảo hoàn toàn lữ thiếu khanh lẩm bẩm quên hỏi hắn xem ăn loại xuân dược nào mà ghê gớm thế tuy nhiên hắn cũng không quá vội vừa mới đột phá vẫn còn không gian để nâng cao nhưng không gian để tiến bộ cũng không nhiều lắm trong thế giới này sức mạnh của hắn đã gần đạt tới giới hạn lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt hắn cảm nhận được phía trên xa xôi có một lớp chắn có lẽ vượt qua lớp chắn đó sẽ đến được tiên giới lữ thiếu khanh lắc đầu chỉ có kẻ ngốc mới leo lên đó ngay cả thánh chủ cũng phải tìm cách khác không đi theo con đường thông thường mà lên tiên giới có thể thấy tiên giới chắc chắn có vấn đề nếu cứ đi theo con đường bình thường chưa biết chừng leo lên đó là bị nấu ăn liền đám quái vật đọa thần đang ở đó mai giao chờ bữa tiệc tiên giới quá nguy hiểm đến mức ngay cả người đạt đại thừa kỳ cũng trở thành bữa ăn khi leo lên đó còn về phục thái lương và phong tần lữ thiếu khanh chỉ biết thở dài tổ sư và tiên nữ tỷ tỷ hy vọng họ có phúc lớn tránh được nguy hiểm lữ thiếu khanh thu liễm khí tức cảm giác bài xích cũng biến mất tiếng nổ vang lên từ phía xa lữ thiếu khanh quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ở xa xa kế ngôn thu kiếm lại thân hình trong bộ bạch y phiêu giật đứng đó trên đầu hắn thiên kiếp vẫn lóe lên những tia chớp vụ nổ liên tục xảy ra không giống với lữ thiếu khanh kế ngôn trực tiếp tiêu diệt thiên kiếp khi kế ngôn gần hoàn tất lữ thiếu khanh lập tức bay tới thế nào rồi ngươi sắp chết chưa kế ngôn cười hai tiếng rồi cũng giống như lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn lên trên ngươi cảm nhận được chứ lữ thiếu khanh nhún vai nói nhảm bên trên chắc chắn là tiên giới sao ngươi muốn lên đó à kế ngôn nhìn chằm chằm lên trên một lúc lâu rồi lắc đầu chưa phải lúc nhưng ánh mắt kế ngôn trở nên sắc bén chiến ý bừng bừng sớm muộn gì ta cũng sẽ lên đó trong thế giới này sức mạnh đã gần đạt đến giới hạn chỉ có lên tiên giới mới có thể tiếp tục tiến bộ lên cái đầu ngươi lữ thiếu khanh lập tức mắng chỉ có kẻ ngốc mới đi lên đó chẳng phải ngươi đã nghe nói trên đó toàn là quái vật sao lên đó để bị ăn thịt à kế ngôn liếc nhìn lữ thiếu khanh ngươi không định lên đó sao ta định sẽ làm một kẻ lười biếng ở hạ giới cả đời lữ thiếu khanh hớn hở tuyên bố mục tiêu tương lai của mình sau này ta sẽ nằm trên đống linh thạch mà ngủ xem ai dám làm phiền ta trong thế giới này đại thừa kỳ là tồn tại ngang thần ai dám đến gây chuyện với hắn ai đến thì kẻ đó chết kế ngôn lại cười khẩy đến lúc đó ngươi sẽ không thể kiểm soát được mình đâu khi ngươi đạt đến giới hạn không thể tiến bộ thêm ta không tin ngươi không leo lên nó đại thừa kỳ đã là giới hạn của chiều không gian này không có nhiều khả năng nâng cao thực lực nữa nếu muốn đột phá tiếp chỉ có cách tới chiều không gian cao hơn tức là tiên giới không đi, không đi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu quầy quậy, ai đi người đó, cụ tóm lại là ta không đi, lời vẫn không nên nói chắc chắn quá. Ẩm, ừ, đột nhiên, tiếng nổ vang dội trên đầu hai người, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ngẩng đầu lên, phát hiện đám thiên kiếp vẫn đang nổ tung, tia chớp lóe sáng, mây mù cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh ngớ người, bước một bước xa vài dặm, chỉ tay về phía Kế Ngôn nói, thiên kiếp của ngươi vẫn chưa xong, rồi hắn bước thêm vài bước nữa, đến bên Kế Ngôn và nói, thiên kiếp của ngươi không yếu đâu, cẩn thận đấy, đấy, bảo đừng có khoe khoang đến thiên kiếp cũng không ưa người nữa rồi lực uy áp vô hình một lần nữa bao trùm xuống khí tức khủng khiếp lại xuất hiện trên đầu hai người lữ thiếu khanh lùi thêm một bước nữa cười hớn hở nói với kế ngôn đừng sợ ta sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho ngươi ầm một tia xét đột nhiên giáng xuống đánh thẳng vào đầu lữ thiếu khanh á à, lữ thiếu khanh hét lên một tiếng đau đớn tóc hắn dựng đứng lên như lông nhím toàn thân run lên vì sốc điện cái quái gì vậy lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn lên trời đầy oan ức hét lên chẳng phải sét này là để đánh hắn sao sao lại đánh ta đánh nhầm người rồi hắn lập tức chạy ra xa nhưng ngay sau đó một tia xét khác xuất hiện từ hư không đánh thẳng xuống hắn lần nữa lần này mái tóc mà hắn vừa vuốt lại đã một lần nữa dựng đứng cả lên lữ thiếu khanh bắt đầu nghi ngờ dù đã đạt đến đại thừa kỳ không thể nào thiên kiếp lại dễ dàng đánh trúng hắn đến vậy bị đánh trúng hai lần liên tiếp hắn nhận ra đây không phải là xét bình thường hắn liền mở rộng thần thức ra như một chiếc radar nhưng chẳng hề phát hiện được bất kỳ dấu vết gì những tia xét đánh vào hắn xuất hiện như ma quỷ không thể phòng ngừa lữ thiếu khanh nhìn qua kế ngôn thấy hắn cũng gặp tình cảnh tương tự, không thể nào tránh khỏi những tia sét đang liên tục xuất hiện. Hắn ngẩng đầu lên và nhận ra, không chỉ có đám mây kiếp tụ trên đầu kế ngôn, mà cả bầu trời trên đầu hắn cũng bị bao phủ bởi mây đen cuồn cuộn. Xét lấp lánh trong đám mây, sự uy nghiêm đáng sợ bao trùm cả thế giới, làm chấn động mọi thứ, như báo hiệu ngày tận thế sắp đến. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của thế giới bên dưới, hắn tiến lại gần kế ngôn, cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời. bùm, lại một tia sét khác giáng xuống, đánh vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng chẳng thèm tránh nữa, bởi vì tránh cũng vô ích, linh lực hộ thể lập tức được kích hoạt và sức mạnh của tia sét không thể gây hại cho hắn. Cùng lúc đó, một tia sét khác đánh vào kế ngôn, nhưng lại bị kiếm khí vô hình xung quanh hắn đánh tan. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn, mỉa mai, thấy chưa, ta đã bảo ngươi phải khiêm tốn một chút, giờ thì ông trời không ưa nổi ngươi nữa, muốn giết ngươi đấy, ta bị ngươi liên lụy rồi. Kế ngôn điềm tĩnh đáp, ta lại thấy có vẻ như sét này nhắm vào ngươi, ngươi lúc nào cũng thích gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh lập tức chối bỏ trách nhiệm, nói bậy, thiên kiếp của ta đã kết thúc lâu rồi, đám mây kiếp cũng đã biến mất từ sớm kế ngôn hỏi lại ngươi chắc chứ ừm lữ thiếu khanh bắt đầu có chút không chắc chắn dù sao thì cũng không phải do ta lữ thiếu khanh chỉ lên trời chắc chắn là do ngươi chọc giận thiên kiếp khiến cho kẻ nào đó đứng sau thiên kiếp nổi điên lên thiên kiếp cũng cần có thể diện đấy ngươi tàn nhẫn thế kia làm sao thiên kiếp có thể tiếp tục đi làm được kế ngôn cũng không chịu nhận lỗi ngươi gọi thiên kiếp là yếu đuối nó phải đánh ngươi là đúng rồi ngươi xem số tia xét đánh ngươi còn nhiều hơn ta lời vừa dứt một tia xét khác giáng xuống đầu lữ thiếu khanh may mà có linh lực hộ thể nếu không tóc hắn đã lại dựng lên lần nữa ngươi nói vớ vẩn lữ thiếu khanh không vui chỉ lên bầu trời thiên kiếp đã yếu như thế không cho phép người ta nói sao ngươi đã bao giờ nghe về việc không chịu thừa nhận bệnh tật chưa bùm lại thêm hai tia sét nữa xuất hiện đánh thẳng xuống hắn mặc dù không gây ra vết thương nào nhưng sức mạnh khủng khiếp của tia sét vẫn đánh bay lữ thiếu khanh khốn kiếp lữ thiếu khanh lớn tiếng chửi rủa chẳng lẽ nói thật mà cũng không được sao ra đây để ta xem ngươi là ai yếu đuối rồi còn không chịu thừa nhận à tiếng sấm ầm ầm vang lên trong tầng mây dày đặc như thể đang đáp lại lời của lữ thiếu khanh sức ép càng lúc càng lớn ngay cả lữ thiếu khanh và kế ngôn cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống rắc rối thật lữ thiếu khanh lầu bầu mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác chẳng lành đang dâng lên vậy thì hãy tiêu diệt rắc rối từ trong trứng nước kế ngôn lạnh lùng nói tay nắm chặt vô khâu kiếm mà quân kiếm từ trong những chữ vật của lữ thiếu khanh cũng bay ra lơ lửng bên cạnh hắn mà quân và vô khâu đồng thời hiện thân trên chuôi kiếm vô khâu mà quân lớn tiếng chào vô khâu Vô Khâu chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, cô giữ vẻ trầm tĩnh. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, cô nàng Vô Khâu này đang làm bộ làm tịch đấy. Vô Khâu lập tức không nhịn nổi nữa, liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy khó chịu, Vô Khâu có một thôi thúc muốn vung kiếm vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được sự bất mãn của Vô Khâu, Lữ Thiếu Khanh thầm đánh giá, dáng vẻ của Vô Khâu càng trở nên chân thật, khí tức phát ra cũng sắc bén, giống như một con người thực thụ, hắn hỏi: "Kiếm của ngươi đã lên cấp 9 rồi, mà quân bây giờ mới chỉ gần đạt cấp 8?" cần thêm thời gian mới có thể đột phá, còn cấp 9 thì càng cần thời gian nhiều hơn. Kế ngôn gật đầu, vừa mới đột phá một bước cuối cùng, nếu không, khó mà giết được thú thủ vệ tiên giới, Vô Khâu đã nhận được tinh hoa từ Chí Thánh Đế kiếm, việc đột phá lên cấp 9 chỉ là sớm hay muộn. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh lập tức đá bay mặc quân, cả ngày chỉ biết ăn, nhìn xem người ta kìa. Ra tay thôi, Kế ngôn không muốn nói thêm, liền xuất kiếm chém thẳng lên trời. Lữ Thiếu Khanh cũng nhanh chóng xuất chiêu theo, cả hai hợp lực, hai luồng kiếm khí đáng sợ phóng thẳng lên trời, kiếm ý sắc bén và mãnh liệt của hai người dường như hòa quyện lại với nhau tạo ra một lực lượng khủng khiếp như muốn phá tan bầu trời bùng những đám mây dày đặc như cảm nhận được mối đe dọa đáng sợ lập tức cuồn cuộn biến động vô số tia chớp di chuyển trong mây ngay sau đó tất cả tia chớp tụ lại với nhau tạo thành một quả cầu xét khổng lồ xung quanh bao phủ bởi vô vàn tia chớp mang theo hơi thở hủy diệt lao xuống bùng hai luồng kiếm quang và quả cầu xét va chạm mặt đất rung chuyển kiếm ý và tia chớp bùng nổ sức mạnh khủng khiếp lan tỏa khắp mọi nơi phá hủy tất cả trên đường đi trong ánh mắt của lữ thiếu khanh và kế ngôn bầu trời trên đỉnh đầu không ngừng sụp đổ từng tầng từng tầng vỡ nát xé nát lộ ra không gian đen kịt cuối cùng quang mang mãnh liệt cắn nuốt tất cả lâm vào trong bạch quang mênh mông khi bạch quang rút đi một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống chấn áp lữ thiếu khanh và kế ngôn một bàn tay khổng lồ từ hư không vươn ra mang theo một luồng khí tức khủng khiếp ập xuống như muốn đè nát tất cả khí tức đáng sợ từ bàn tay ấy đã làm không gian xung quanh nứt vỡ từng mảng tiếng dạn nứt vang lên liên tiếp và sau đó không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ không chịu nổi sức mạnh vô biên của bàn tay này lữ thiếu khanh và kế ngôn đều nhận ra luồng khí tức quen thuộc này khí tức từ tiên giới nói cách khác kẻ đang ra tay với họ chính là một tiên nhân lữ thiếu khanh giận dữ chửi rủa tiên nhân mà thận yếu thì sao chứ thận yếu rồi thì muốn giết người diệt khẩu à kế ngôn thì lại có vẻ phấn khích tiên nhân à tốt lắm một luồng chiến ý bùng phát trong lòng hắn như dòng suối chảy xiết trước sức mạnh áp đảo ấy kế ngôn không ngần ngại xuất chiêu kể từ khi nhìn thấy thân ảnh đó kế ngôn đã có thêm sự giác ngộ về kiếm đạo mỗi nhát kiếm của hắn giờ đây mang sức mạnh hơn gấp bội một đường kiếm chém ra tất cả mọi thứ trên đường đi đều bị chém đôi lữ thiếu khanh nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày một nhát kiếm kinh khủng như vậy ngay cả hắn cũng không chắc mình có thể đỡ được hay không bề mặt bàn tay khổng lồ lóe lên ánh sáng nhẹ tưởng chừng như vô cùng giản dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh phòng thủ vững chắc nhát kiếm của kế ngôn chém tới ánh sáng trên bàn tay lóe lên chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của hắn lữ thiếu khanh nhíu mày không dám lơ là liền rút kiếm ra Giữa bầu trời đen tối tĩnh mịch, bất ngờ ánh sáng từ hàng vạn ngôi sao lấp lánh hiện lên, sau đó, cả bầu trời đầy sao sụp đổ, ánh sáng từ những ngôi sao và mặt trăng tan vỡ kết hợp lại, rồi ập xuống, đánh mạnh vào bàn tay khổng lồ. Ầm, sau khi bước vào đại thừa kỳ, chiêu thức Lục Tiên kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh đã được gia tăng sức mạnh đáng kể. Phụt, trong tiếng nổ vang rền, ánh sáng quanh bàn tay khổng lồ vụt tắt, và một dòng máu đen hôi tanh phun ra từ bàn tay, máu ấy cũng đen kịt, hôi thối đến mức khiến người ta buồn nôn. "Gì thế này?" Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc bởi nhát kiếm của hắn không mạnh hơn của kế ngôn là bao nhưng tại sao lại có thể phá vỡ được phòng thủ của đối phương kế ngôn cũng bất ngờ kiếm quyết của sư đệ có gì đặc biệt sao hắn không dùng kiếm quyết mà chỉ dùng đòn tấn công đơn giản tự tin rằng sức mạnh không thua kém bất kỳ kiếm quyết nào bàn tay khổng lồ bị thương dường như chủ nhân của bàn tay này cũng không thể tin nổi vài nhịp thở trôi qua từ trên trời cao vô tận truyền xuống một giọng nói lục tiên kiếm quyết thú vị đấy giọng nói lạnh lẽo đầy sự kiêu ngạo khinh bỉ tất cả ta cứ nghĩ hai con kiến này có chút đặc biệt giờ ta lại càng hứng thú hơn rồi chết tiệt nó nhắm vào chúng ta lữ thiếu khanh và kế ngôn lập tức hiểu ra vấn đề lữ thiếu khanh liền hét lên với trời cao tiên nhân thận yếu kia thôi thì chúng ta bỏ qua chuyện này đi thế nào ta hứa sẽ không tiết lộ chuyện ngươi thận yếu đâu kẻ kiến hôi ngươi muốn chết chủ nhân của giọng nói giận dữ hét lên đừng nghĩ rằng ta sợ ngươi chỉ vì ngươi có lục tiên kiếm quyết thứ kiếm quyết này trong tay ngươi cũng không phát huy được sức mạnh của nó đâu chết đi lữ thiếu khanh hiểu rằng cái tên Lục Tiên kiếm quyết không chỉ là để phô trương hay đe dọa, có vẻ như nó thực sự có sức mạnh kiềm chế tiên nhân. Được rồi, nếu không thể thương lượng thì chỉ có thể động thủ." Lữ Thiếu Khanh gầm lên, "Để ta xem ta có chém được ngươi không." Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ cao thanh kiếm, hắn hung hăng xuất chiêu, một quả cầu lửa khổng lồ ập xuống, sau đó là Lục Tiên kiếm quyết và cuối cùng là chiêu Tịch Diệt Chu Tinh kiếm, ba chiêu thức liên hoàn được tung ra. Sức mạnh từ các quy tắc vận hành, sự khủng khiếp của nó khiến trời đất phải rung chuyển, đồng thời, sức mạnh này cũng làm giảm bớt phần nào áp lực giúp ổn định lại thế giới dưới chân họ ba chiêu thức cùng lúc phát huy tác dụng mang theo uy lực khủng khiếp không kém gì sự áp đảo từ bàn tay khổng lồ kia sâu kiến ngươi học những chiêu thức này từ đâu chủ nhân của bàn tay lần nữa ngạc nhiên những chiêu thức này vốn chỉ thuộc về tiên giới làm sao một tu sĩ phàm nhân lại có thể học được ầm không đợi lữ thiếu khanh đáp lời quả cầu lửa nổ tung ánh kiếm cắt qua và vụ nổ khủng khiếp bao trùm lấy bàn tay khổng lồ tiếng nổ rền vang đất trời rung chuyển sức mạnh khủng khiếp dường như muốn phá hủy tất cả tuy nhiên một luồng sáng rực rỡ lại vọt lên trời và bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong vụ nổ không hề bị tổn thương chút nào sâu kiến ngươi mãi mãi không biết thần mạnh đến mức nào giọng nói lạnh lùng vang lên đầy vẻ khinh miệt ngay cả khi công pháp tiên giới rơi vào tay ngươi ngươi cũng không thể phát huy được sức mạnh của chúng nói xong bàn tay to đột nhiên tăng tốc hung hăng hạ xuống ong đột nhiên tiếng kiếm vang lên một đạo kiếm quang lóe lên hung ác sắc bén giống như một con mãnh hổ thời điểm thích hợp đột nhiên nhào ra lộ ra nanh vuốt sắc bén cho con mồi ban cho một kích trí mạng phốc máu đen bắn tung tóe bàn tay to lớn bị đánh văng ra á à, tiếng hét thảm thiết vọng lại như thể đến từ chín tầng trời xa xăm chủ nhân của bàn tay khổng lồ thét lên tạo nên cơn bão vô hình trong không gian lan tỏa khắp tứ phương nhân lúc đối thủ lâm vào thế yếu lữ thiếu khanh và kế ngôn lập tức ra tay không để lại bất cứ cơ hội nào lục tiên kiếm quyết của lữ thiếu khanh tựa hồ có tác dụng khắc chế đối với tiên nhân để lại những vết cắt sâu trên cổ tay kẻ kia máu đen không ngừng bắn ra thanh kiếm của kế ngôn có thể nói là sắc bén nhất ở thế giới này bất kể là tiên nhân hay đọa thần cũng không thể chống chọi nổi trước lưỡi kiếm ấy. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ muốn phản kháng, nhưng chẳng còn cách nào, thế giới hạ giới đã hạn chế sức mạnh của y. Qua vài hiệp giao đấu, ánh kiếm của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh hợp lại thành một, rực rỡ hơn bất cứ ánh sáng nào trên trời đất, xé rách không gian, lao thẳng lên trời. Rầm, ở đâu đó, một tia kiếm khí bùng nổ, dường như xuất hiện từ hư không. Một tiếng phụt vang lên, bóng hình cao lớn bị trúng kiếm khí, để lại một vết cắt sâu trên cánh tay, máu tươi tung tóe. Á, à, chết tiệt, chết tiệt, Bóng hình cao lớn ngửa mặt lên trời gào thét, lũ kiến chết tiệt. Từ xa vọng lại một giọng cười lớn, ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Lũ sâu kiến đáng chết, ta nhất định không tha cho chúng. Lại một giọng nói khác vang lên, xem ra thật sự có chuyện lớn, chẳng trách gì bên trên mới ra lệnh cho ngươi hành động. Giọng nói thứ tư cất lên, lũ sâu kiến dưới kia lớn mạnh nhanh chóng, có lẽ thời điểm đã đến rồi, hừ, cũng đến lúc rồi, lần sau bọn chúng đều phải chết. Đừng nói nhiều, đã tìm ra đám sâu kiến lén lút trèo lên chưa, nếu không tìm thấy Chúng ta tất cả đều sẽ bị trừng phạt. Ánh kiếm tiêu tán, bàn tay khổng lồ biến mất, mây đen cũng tan đi, trả lại sự yên bình cho trời đất, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảnh giác nhìn lên trời, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chết, Lữ Thiếu Khanh bất lực xoa đầu, đây là cái loại ngày gì thế, ngay cả tiên nhân cũng xuất hiện rồi, liệu còn sống nổi nữa không? Kế Ngôn ngược lại còn có chút hứng thú chưa vơi, liếm môi, đây chính là sức mạnh của tiên nhân sao? Ngươi có định nói hắn quá yếu không? Lữ Thiếu Khanh không biết nói gì, nhìn Kế Ngôn, có lẽ hắn chưa phát huy được một phần 10 sức mạnh. Ngươi nghĩ tiên nhân là đồ bỏ à? Đừng có phô trương nữa. Biết đâu hắn còn đang nghe lén, nghe thấy ngươi khoe mẽ như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng xuống đây giết ngươi. Kế ngôn không phủ nhận, ánh mắt bừng lên nhiệt huyết. Có vẻ như chúng ta phải lên trên sớm thôi. Những cao thủ thực sự đều ở trên đó. Hạ giới không còn gì hấp dẫn nữa, muốn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể tiếp tục đi lên. Lên cái quái gì chứ? Lữ thiếu khanh cáo kỉnh, ngươi bây giờ đã bằng với thánh chủ lúc trước chưa? Hắn còn phải lén lút mới lên được, ngươi lại định đường đường chính chính lên sao? Kế ngôn kiên định đáp, sát khí lạnh lẽo. Tiên giới có địch thì ta sẽ giết lên. Lữ Thiếu Khanh chẳng buồn đôi co với Kế Ngôn nữa, hắn lườm Kế Ngôn một cái rồi vội vàng bay xuống, vừa chém đứt bàn tay kia. Máu đen rơi xuống như mưa lớn, hắn chẳng biết con trai bảo bối của mình thế nào rồi. Kế Ngôn cũng theo sau đáp xuống, chưa kịp chạm đất đã cảm nhận được bầu không khí đầy sợ hãi. Gió thổi mạnh khắp nơi, mặt đất tan hoang, một số nơi xảy ra động đất, nơi khác nước lũ tràn ngập, núi lửa phun trào, thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn. Kế Ngôn có cảm giác thế giới này như một đứa trẻ đang hoảng loạn, gào khóc thảm thiết nhưng ngay khi lữ thiếu khanh đặt chân xuống đất trời đất nhanh chóng yên tĩnh trở lại mọi biến động dần tiêu tan kế ngôn lập tức cảm nhận được một niềm vui và sự mãn nguyện bao trùm như thể đứa trẻ gào khóc kia vừa được gặp lại mẹ lao vào lòng mẹ mà thỏa mãn thật sự là con trai sao sư điệt của mình lại là một thế giới kế ngôn nhìn lữ thiếu khanh lần nữa không nói nên lời xem ra chỉ có sư đệ mình là đặc biệt một con chim làm con gái đã đủ kỳ lạ giờ lại có thêm cả một thế giới làm con trai khóe miệng kế ngôn khẽ nhếch lên cố tình hỏi lữ thiếu khanh còn mẹ của sư điệt ta đâu sắc mặt lữ thiếu khanh lập tức đen lại trừng mắt nhìn kế ngôn ngươi câm miệng đi ngươi không nói chẳng ai bảo ngươi là câm đâu lữ thiếu khanh cảm thấy rất khó chịu hắn chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành cha nữa ai có thể hiểu được cảm giác bị buộc phải làm cha lữ thiếu khanh không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác lữ thiếu khanh thở dài thật sâu tự an ủi bản thân làm cha thì làm cha dù gì cũng đã có kinh nghiệm rồi đã có con gái giờ lại có con trai con cái đủ cả kế ngôn an ủi hắn ít ra cũng không phải làm cha bất đắc dĩ lữ thiếu khanh nổi giận dùng đầu đập vào kế ngôn cút ngay cuối cùng hai người họ đến trung tâm của thế giới này ở đây một hố sâu rộng hàng vạn mét hiện ra trước mặt họ máu đen tụ lại hình thành một biển chết đen kịt sóng dữ dội mùi hôi thối bốc lên nồng nặc